Chào anh em, thì dạo này có rất là nhiều anh em đăng cái bài remap cho remap mở tour cho OCM Zin của Winner và công ty Nexonic nha. Thì hôm nay mình làm cái video trực tiếp này á là muốn chia sẻ đến anh em cái kỹ thuật remap chuẩn nha. Chuẩn, ai cũng mở tour được, ai cũng remap được, nhưng mà làm sao kiểm soát được con xe, làm sao mình đổ được một cái map chuẩn cho con xe, đó mới là điều quan trọng ha. Thì bây giờ như thế này, thì remap xong á, thì mở tour xong thì tất nhiên là cái RPM này nó phải lên thôi, nó mới gọi là mở tour này, nó phải lên. Nhưng mà ở cái tour cao từ 10,000 cho đến 12,000 là cái con xe, là cái ram map của mình đưa vô á, là cái phần mà mình canh chỉnh xăng lửa, mình đưa vô con IC á, nó có ngọt ngào hay không, nó có chuẩn hay không, đó là một chuyện rất là khác. Bây giờ anh em để ý nha, bây giờ mình khoan hẳn nói mấy cái tín hiệu này đi, mình chỉ nhìn những cái đồng hồ thôi và mình nghe cái tiếng bô thôi nha. Đây, hiện tại bây giờ nó đang ở Ganti nhá, Ganti rất là chuẩn, nổ ngọt đều. Bây giờ anh em nhìn nè, bây giờ anh em nhìn, mình sẽ chia sẻ anh em là anh em nhìn kỹ ra cái khoảng này nha, cái khoảng từ 10 cho đến 12,000 nha. Yêu cầu con xe khi đi lên đây tiếng máy nổ phải là như sấm sét, chứ không có được gọi là liệm, chứ không có được gọi là rỉ rõ nha. Anh em coi nè, lên rất là đều mà rất là ngọt. Nè, từ cái dòng tua cao là từ 10 đến 12,000, nó lên rất là ngọt, nó lên tiếng sấm sét, nó không có, nó lên là nó lên. Mức mát của nó này, mức mát của nó 12,600 nè. Lên là lên thôi, chứ không có cái vụ mà hậm hực ở khu vực này. Tùy theo tình trạng của con xe, tùy theo cái hơi của con xe, tùy theo cái gió của con xe mà mình sẽ remap cho nó chính xác. Hôm qua mình thấy có một anh remap đâu mà lên tới 10-12 ngàn là bắt đầu là con xe nó hậm hực cả mực, nó muốn lên, nó không muốn lên. Đó, đây đó, anh em, miễn là anh em mà không cần phải trình độ bàn dyno, không cần thông số gì, anh cứ nghe cảm nhận đó. Cái khoảng cao này nè, khi lên nè, là cái chương trình phun của nó phải đáp ứng được cái dòng hưu cao. Còn nếu mà thấp là không được, phải không? Lên xăng không? Đó, thấp là không có được. Đó, bây giờ này à, mình sẽ xe cho anh em cái bộ này. Hôm nay mình giới thiệu luôn, cái bộ này là cái bộ của máy MT nha. Cái bộ này là cái bộ phát Bluetooth iGot, nó gọi là iGot. Cái bộ này nó giống như MT nhưng mà nó sử dụng cái phần mềm bằng trên điện thoại di động ha. MT cũng có phiên bản Bluetooth đó. Sắp tới là MT mình sẽ đưa cái Bluetooth vô luôn, cắm MT vô đây là phát lên TV, phát lên những thiết bị ngoại vi khác ha. Đó, kết nối vô đây đó. Ở Việt Nam thì nó chỉ hỗ trợ thằng Honda với Yamaha thôi, nhưng mà cái thằng này MT này nó hỗ trợ tất cả các dòng xe của nó hiện tại bây giờ luôn. Đọc smart key kia nằm đó, chạy trên đó luôn. Bây giờ mình coi vòng tua máy mới được. Thật ra đó, cái file điện map này á, anh em đổ vô xe rất là đơn giản, không gì khó hết, nhưng mà để học cách chỉnh cái file điện map này nó cho phù hợp con xe. Ví dụ con xe vậy, con xe này nó đi hỏng 30 nó khác, đi hỏng 32 nó khác, đi hỏng 34 nó khác. Con này chơi lọc gió zin nó khác, chơi lọc gió độ nó khác. Con này cổ hút của nó, cổ cao su nó khác, cổ nhôm nó khác. Cái bô này nè, cái bô này nó cũng khác. Anh đi bô Winner ít, anh bỏ vô Winner thường, anh chạy nó khác. Anh đi bô đó gọi là bô gì? Bô độ á, mấy bô mà nổ đùng á, nó lại khác nữa. Nên không phải là anh cứ muốn anh lấy cái một cái map anh đổ vô xe nào anh cũng đổ. Nên anh đổ như tầm bậy, anh đổ như xe ta chạy không ngon, đồng ý là anh có mở tour. Anh mở kịch kim tour luôn, 12,500 luôn. Bây giờ mình lên bút cái lên nè.